Mùa đông đột đến không báo cho hết nước, vừa mới ngày hôm vừa làm hết những ruộng đất làm khô chiếc lá rơi. Thầy bấm chất và cái mạch đang ém và xin tôi xin gọi nhiều người ngoằn nghèo. Dạ mà, dạ. Một cái vô, một khẩu vô. Con quên rồi ạ, con học bài con quên. Nó này câu cháu phưa về đấy. Hả? Gọi mơ này, chán lại. Cháu đã sang tin hết việc nữa không? Em lại bên đuổi cái sai y trai mà giúp bên đuổi y trai mà giúp đấy. Con đang học mai con thi rồi. Bố học làm bên sao giọng. Bye bye. Có đừng cái chán lại. Sai sai trai rồi, đi chú ơi, chú để cậu á, chặn lấy, chú để cậu á.
Đâu làm sao mà cậu ở đấy? Cháu bị kiếm đuổi ra khỏi nhà. Thế buộc bố mẹ cháu đi đâu? Bố mẹ cháu bỏ nhau rồi ạ. Thế bây giờ cháu đi đâu? Cháu không có nhà. Không có nhà? Vâng. Thương quá. Thế ở biểu với cô nhá. Đi không? Không cần đi. Lấy cho nó. Con ngồi, con bỏ cá xuống đây xong đi rửa tay nhé. Đi cô rửa tay cho.
chưa? Bắt sữa cho nó. Đó không? Ừ. Thì bây giờ ở với cô nhé. Ăn xong là ở với cô nhé. Cô về nữa nhé. Về gì? Xin bán nhé. Đó nè, bắt cái này cho nó. Ăn đi, ăn nhau vào xong rồi. Để với cô, hộ cô dọn dẹp phòng cửa xong rồi học bài nhá. Cô cho con đi học nhá. Cô. Ngoan rồi.